Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Và bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau đến với tiết học vân của ngày hôm nay nhé Và đầu tiên đó chính là phần làm quen Các con cùng nhìn lên màn hình và cho cô biết đây là hai hình ảnh gì nào Chắc hẳn đây là hai hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với chúng mình rồi phải không? Đó chính là hình ảnh quả chanh và hình ảnh cuốn sách. Và trong hai tiếng tranh và tiếng sách có hai vần mới mà hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình. Và để tìm hiểu hai vần mới này, cô mời các con cùng đến với bài học ngày hôm nay, bài 94 Anh Ách. Chúng mình cùng nhìn lên màn hình và cho cô biết trong từ quả tranh có tiếng nào mà các con đã được học rồi. Đó chính là tiếng quả và trong tiếng tranh có âm chờ là âm mà các con đã được học và vần anh là vần mà bây giờ cô sẽ giới thiệu về chúng mình cô có mô hình vần anh như sau các con cùng lắng nghe cô phân tích vần anh nhé vần anh gồm có âm a đứng trước âm nhờ đứng sau chúng mình cùng lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn vần anh a nhờ anh anh A à, nhờ anh anh và bây giờ trong tiếng tranh có vần anh là vần mà cô vừa giới thiệu với chúng mình và bây giờ cô có mô hình tiếng tranh như sau chúng mình cùng lắng nghe cô phân tích tiếng tranh nhé tiếng tranh gồm có âm chờ đứng trước vần anh đứng sau tiếng tranh gồm có âm chờ đứng trước vần anh đứng sau và bây giờ các con cùng lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng tranh nhé. Chờ anh tranh, tranh. Chờ anh tranh, tranh. Vừa rồi cô đã giới thiệu với chúng mình mô hình của vần anh và mô hình của tiếng tranh rồi đấy. Và bây giờ các con cùng nhìn lên màn hình và cho cô biết trong từ cuốn sách có tiếng nào mà các con đã được học rồi? Đó chính là tiếng cuốn phải không? và trong tiếng sách có âm sơ là âm mà các con đã được học rồi và vần ách là vần mà ngay bây giờ cô sẽ giới thiệu với chúng mình. Cô có mô hình vần ách như sau. Chúng mình cùng lắng nghe cô phân tích vần ách nhé. Vần ách gồm có âm a đứng trước, âm chờ đứng sau. Vần ách gồm có âm a đứng trước, âm chờ đứng sau và bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn vần ách nhé a chờ ách ách a chờ ách ách tiếp theo trong tiếng sách có vần ách là vần mà cô vừa giới thiệu với chúng mình và bây giờ cô có mô hình tiếng sách như sau các con cùng lắng nghe cô phân tích tiếng sách nhé tiếng sách gồm có âm sờ đứng trước, vần ách đứng sau, thanh sắc trên đầu âm a. Tiếng sách gồm có âm sờ đứng trước, vần ách đứng sau, thanh sắc trên đầu âm a. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng sách. Sờ ách sách sắc sách sách. Sờ ách sách sắc sách sách. sách. Vừa rồi, cô đã giới thiệu với chúng mình mô hình của vần ếch và mô hình của tiếng sách rồi đấy. Và bây giờ các con cho cô biết, vừa rồi cô đã giới thiệu với chúng mình hai vần mới nào? Đó chính là vần anh và vần ếch phải không? Chúng mình cùng chỉ ra cho cô sự giống và khác nhau giữa hai vần này nào. À đúng rồi, sự giống nhau giữa hai vần này là Chúng đều bắt đầu bằng âm A và khác nhau ở âm kết thúc. Ở vần Anh, âm kết thúc là âm nhờ. Ở vần Ách, âm kết thúc là âm chờ. Các con đã hiểu chưa nào? Và để ghi nhớ rõ hơn về hai phần mới này, cô mời chúng mình đến với phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần mở rộng vốn từ. Và bài đầu tiên có yêu cầu như sau. Tiếng nào chứa vần anh, Tiếng nào chữa vân ách? Và đề bài của cô như sau Để làm được bài tập này Chúng mình hãy cùng nhau đọc các từ ở dưới mỗi hình nhé Chúng mình cùng đọc hình đầu tiên nhé Vờ yên viên, gờ ách gách, nặng gạch, viên gạch Trong tiếng gạch có vần ách là vần mà chúng mình vừa được học Hình tiếp theo Tờ ách tách sắc tách chờ a cha huyền trà tách trà trong tiếng tách có vần ách là vần mà các con vừa được học. Hình cuối cùng đó chính là bờ anh bánh sắc bánh chờ ưng trưng, tiếng bánh có vần anh là vần mà các con vừa được học đấy. Hình tiếp theo. Bờ ức bức sắc bức chờ anh tranh. Trong tiếng tranh có vần anh là vần mà hôm nay chúng mình vừa được học Và đây là hình cuối cùng khở ách khách sắc khách Chờ an xa nặng sạn Khách sạn Trong tiếng khách có vần ách là vần mà chúng mình vừa được học Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau luyện đọc tất cả các từ ở dưới mỗi hình rồi và bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện bài tập vừa rồi nhé vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc được tất cả các từ ở dưới mỗi hình và bây giờ cô cho chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé thời gian làm bài của các con là một phút một phút bắt đầu thời gian đã kết thúc rồi các con làm bài rất tốt và đây là đáp án của cô từ bánh trưng có tiếng bánh chứa vận anh nên cô nối hình này với vận anh và tương tự như vậy cô có kết quả như sau. Cô chúc mừng tất cả các con đã hoàn thành tốt bài tập đầu tiên của cô và bây giờ chúng mình cùng đến với bài tập số 2 trong phần mở rộng vốn từ và yêu cầu đề bài như sau chúng mình cần tìm các tiếng có chứa vần anh và vần ách ở ngoài bài và đầu tiên chúng mình cần tìm các tiếng có chứa vần anh thời gian làm bài của các con là một phút một phút bắt đầu và từ đầu tiên cô tìm được đó chính là từ lạnh giá trong mùa đông lạnh giá chúng mình cần phải mặc những chiếc áo ấm để bảo vệ thật tốt cho sức khỏe của mình và trong tiếng lạnh có chứa vần anh. Tiếp theo là hình ảnh của gánh xiếc và trong tiếng gánh có chứa vần anh. Và cuối cùng là hình ảnh của hạt hạnh nhân và trong tiếng hạnh có vần anh. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm các tiếng có chứa vần ách nhé. Và thời gian đi tìm của chúng mình là một phút, một phút bắt đầu. Một phút đã kết thúc rồi, và đây là những từ mà cô vừa tìm được. Từ đầu tiên đó chính là từ khách hàng. Khi chúng mình đi mua đồ thì chúng mình chính là khách hàng đấy. Và trong tiếng khách có chứa vần ách. Tiếp theo đó chính là từ vách ngăn. Các con có hiểu vách ngăn ở đây có nghĩa là gì không? Ở trong hình ảnh này, cô đã lấy một chiếc tủ để ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp thì chiếc tủ đó được gọi là vách ngăn. Và trong tiếng vách có chứa vân ách. Và cuối cùng là hình ảnh của con bạch tuộc. Và trong tiếng bạch có chứa vân ách. Vừa rồi, cô và trò chúng mình đã cùng nhau tìm được rất là nhiều từ có chứa vần anh và vần ách ở ngoài bài rồi đúng không? Cô tin rằng thông qua hai bài tập vừa rồi của cô, các con đã ghi nhớ thật rõ được hai vần mới này rồi. Và tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con và hẹn gặp các con trong các bài tập tiếp theo nhé!